Hy vọng rằng điều này sẽ giúp Aubameyang thoải mái hơn một chút. Cậu ấy đang rất cần một khoảnh khắc như vậy. Mong rằng mọi chuyện sẽ thay đổi ngay từ bây giờ và Aubameyang sẽ bắt đầu ghi bàn trong mọi trận đấu. Đó là những gì Arsenal cần vào lúc này. Chúng tôi muốn ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Tôi chắc chắn rằng Aubameyang sẽ giảm được rất nhiều áp lực. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng cảm thấy rất vui mừng sau khi Aubameyang ghi bàn trở lại. Tờ Independent dẫn lời vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha. Kể từ sau vòng đấu đầu tiên, sau 807 phút, Aubameyang chưa ghi bàn thắng nào ở Premier League mùa này từ một tình huống bóng sống. Một cầu thủ đã từng ghi 29 bàn trên mọi đấu trường mùa trước. Người duy nhất ghi nhiều bàn thắng hơn Robert Lewandowski trong một mùa giải Bundesliga suốt 5 năm qua. Lại mới chỉ có 9 cú dứt điểm trúng đích sau 11 vòng đấu. Chúng ta đều được nghe nói rằng Aubameyang đang bị khủng hoảng niềm tin. Hình ảnh anh cúi đầu, vai trùng xuống đã trở nên quen thuộc trong thời gian gần đây. Và mới nhất là ở cuộc chạm trán Tottenham Hotspur tuần trước. Nhưng tiền đạo người Gabon có đang thực sự mắc lỗi? Hay liệu chính đội bóng? Hay cụ thể hơn là huấn luyện viên trưởng Arteta mới là người đáng trách hơn ở đây? Tại vòng 13 Premier League, Arsenal tiếp đón Southampton trên sân nhà Emirates. The Gunners rất muốn giành chiến thắng để kết thúc chuỗi trận đáng thất vọng. Mặc dù vậy, họ đã không thành công. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Arsenal và Southampton đã chia điểm trong một trận cầu có hai bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Tháng ngày đen tối với chân sút người Gabon chưa dừng lại ở đó. Người hâm mộ Arsenal đã chỉ trích Aubameyang sau khi tiền đạo này cười đùa với Ilkay Gundogan ngay sau khi đội nhà thất bại 0-1 trước Manchester City. Tại sao anh ta lại hạnh phúc đến vậy? Chúng tôi vừa thua với màn trình diễn kinh hoàng mà hầu như không có cầu thủ nào thực sự được yêu cầu làm bất cứ điều gì. Một người hâm mộ Arsenal khác nói thêm. Ít nhất có thể đợi cho đến khi anh ấy xuống nước hầm được không? Tôi không quan tâm anh ấy làm điều gì, chỉ là thời gian và địa điểm để vui cười. Aubameyang đứng trò chuyện và cười đùa với một cầu thủ City sau trận thua ư? Đơn giản là không thể chấp nhận được. Hiện tại, Arsenal đang đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 5 điểm. Kết quả này thật khó để các cổ động viên The Gunners hài lòng. Tuy nhiên, trong thế khó, họ có thể tìm được sự an ủi. Cụ thể, thủ quân Pierre-Emerick Aubameyang đã nổ súng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Trước bàn thắng vào lưới Southampton, lần gần nhất Aubameyang sút tung lưới đối thủ là cuộc chạm trán với Manchester United vào ngày 1 tháng 11. Cách đây 4 ngày, tiền đạo người Gabon đã dứt điểm về lưới nhà, khiến Arsenal phải nhận thất bại trước Burnley. Còn nhớ sau 8 vòng đấu ở ngoại hạng Anh mùa trước, Aubameyang đã ghi được 7 bàn thắng. Kể từ khi ký hợp đồng với Arsenal hồi tháng 9 vừa qua, phong độ của cựu tiền đạo Dortmund bất ngờ sa sút thê thảm. Đây là sót mép của tiền đạo người Gabon từ đầu mùa giải 2020-2021 đến hiện tại. Có thể nhận thấy rằng, đa số cú sút và số bàn thắng của anh là ở trong khu vực 16m50 của đối phương. Nhiều chuyên gia lý giải, sở dĩ Aubameyang thiếu hiệu quả là vì anh phải đá giật cánh quá nhiều hay vì đảm nhận vai trò trung phong. Lacazette là cầu thủ đá trung phong thường xuyên cho Arsenal mùa này và thành tích ghi bàn của anh khá hơn Aubameyang một chút với 3 bàn thắng. Phải nói rằng nhìn chung Aubameyang có rất ít cơ hội và các đồng đội không tạo được cơ hội cho anh. Arsenal chỉ ghi được 9 bàn mùa này, tuy nhiên, trong trận đấu với Leeds, Aubameyang được bố trí đá trung phong với Lacazette ngồi dự bị. Đội trưởng của Arsenal đã có một hiệp một kém cỏi, nhưng đã chơi sắc bén trong hiệp 2, đặc biệt là sau khi Saka bị thay ra. Nếu Arsenal muốn ghi bàn thường xuyên, có lẽ Arteta sẽ phải xem xét để Aubameyang ở vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo. Một vấn đề lớn đối với Aubameyang là anh không có nhiều cơ hội ghi bàn với chỉ 1,6 bàn thắng kỳ vọng, không tính những pha penalty. Con số này với Patrick Bamford của Leeds là 7.2. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu Aubameyang có lỗi hay không khi đang sa sút kể từ khi ký hợp đồng mới và được tăng lương? Nhưng suy nghĩ như vậy quả thật không hợp lý. Theo điều tra của Football League, trước đó, Aubameyang đã có thu nhập 10,3 triệu bảng mỗi năm cùng với một khoản tiền thưởng lớn. Với bản hợp đồng mới kéo dài 3 năm, con số còn khủng hơn khoảng 55 triệu bảng. Song, thật không công bằng nếu nghĩ Aubameyang sa sút vì kiếm tiền nhiều hơn. Nên nhớ rằng, trước tháng 9 anh thi đấu không hề tệ. Kwaku Mensah, một trong những người đại diện của Aubameyang, sau thất bại của Arsenal trước Spurs, đã đăng lên Instagram với một bài nhấn mạnh rằng Arsenal xếp thứ 17 trên 20 đội về số bàn thắng, đồng thời đề cập đến khía cạnh tấn công của họ, xếp thứ 16 về số cú dứt điểm trúng đích và xếp thứ 20 về số lượng cơ hội họ tạo ra. Thực tế dữ liệu của Opta chỉ ra, Arsenal xếp thứ 19 ở Premier League về số lượng cơ hội ghi bàn được tạo ra và chỉ xếp trên Burnley, đối thủ của họ ở vòng này.
Nhưng dù thế nào thì chắc chắn những người hâm mộ Arsenal trong những năm hậu kỷ nguyên giáo sư Wenger đều cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến hình ảnh một trong những đội bóng kém sáng tạo nhất Premier League. Và đừng quên một điều, câu lạc bộ dường như có ý định loại bỏ luôn Mesut Ozil. Thế nhưng, có những số liệu thống kê khác còn làm nổi bật hơn sự bế tắc trong lối chơi của pháo thủ. Opta đã có một bộ số liệu tên là Fast Break để thống kê những pha phản công nhanh, sắc bén, mà về lý thuyết thì nó chính là điểm mạnh của Aubameyang. Theo đó, Burnley và Southampton là hai đội bóng ở Premier League chưa có một tình huống nào như vậy ở mùa giải này. Còn Arsenal chỉ có một. Rõ ràng, thầy trò Arteta đang đánh mất sự hiệu quả trong những tình huống phản công, chuyển đổi trạng thái. Lối chơi dựa trên kiểm soát bóng của pháo thủ lúc này đang trở nên tẻ nhạt và dễ đoán. Họ thực hiện đủ loại đường truyền nhưng không có tình huống nào mang tính sát thương cao. Nó quá chậm, quá theo bài và trong những tình huống tệ nhất, nó có thể phản tác dụng khi họ lại sở hữu một cầu thủ có điểm mạnh, chính là chạy ra phía sau hàng phòng ngự của đối phương. Aubameyang mạnh ở những tình huống 1 đối 1 với thủ môn. Ngoài ra, có thông tin cho biết, trước khi anh đồng ý gia hạn thêm 3 năm với Arsenal, câu lạc bộ muốn anh biết rằng họ đã suýt chút nữa chiêu mộ được một cầu thủ số 10 để cải thiện khả năng cung cấp bóng. Nói cách khác, Arsenal thực sự nhận thức được họ cần thêm tính chất sáng tạo. Roy Keane, người chưa bao giờ thực sự thích Arsenal, thậm chí còn châm chọc rằng: "Tôi nghĩ họ sẽ đủ điểm để trụ hạng." Lúc này, Son Heung-min đang ghi số bàn thắng tương đương với toàn bộ đội hình pháo thủ. Và có lẽ khi Aubameyang thiếu sự chắc chắn thường thấy ở cuộc chạm trán Spurs tuần trước, ai có thể đổ lỗi cho chân sút 31 tuổi ấy nếu anh bắt đầu cảm thấy chán nản? Còn Ozil, trong cuốn tự truyện của mình đã tiết lộ, khi sự tự tin lên cao, anh cảm thấy thủ môn bé như một đồ chơi Lego, nhưng trong ngày không có phong độ tốt, khung thành bỗng chốc bé lại và thủ môn là một con quái vật có thể hất văng cú sút ra bằng đôi tay như Kraken. Tuy nhiên với Aubameyang, những người hiểu anh sẽ khẳng định rằng vấn đề không phải nằm ở sự tự tin. Thực tế, họ sẽ nói sự tự tin của anh là không thể bị lay chuyển. Với chân sút 31 tuổi, nếu có sự hỗ trợ tốt hơn, các bàn thắng sẽ quay trở lại. Thực tế đây là vấn đề của cả tập thể hơn là cá nhân. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là Oba không có trách nhiệm, nhưng nó cung cấp thêm bối cảnh cho câu chuyện. Khi mà có nền mặc định trong bóng đá, lá cầu thủ phải chịu lỗi thay vì chúng ta phân tích những gì diễn ra xung quanh anh ta. Aubameyang vẫn là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất, và Arsenal nên cảm thấy hạnh phúc khi giữ chân được anh. Hãy trân trọng và tìm cách phát huy hết sức mạnh của tiền đạo người Gabon. Hãy xây dựng đội bóng xung quanh anh nếu cần thiết. Nói như vậy bởi lẽ, có một điều mà tất cả chúng ta đều đồng tình là sẽ thật lãng phí và sai lầm khi có một cầu thủ tài năng như vậy mà chúng ta lại quên mất cách khai thác hết phẩm chất của anh.